chào các bạn học sinh lớp 1. Chào mừng các em đến với tiết học hoạt động trải nghiệm. Trước khi bước vào tiết học, cô và các em hãy cùng khởi động bằng một bài hát Mái trường em yêu. Bài hát Mái trường em yêu, nhạc và lời Hải Long Bạn nhỏ trong lời bài hát vừa rồi rất tự hào về ngôi trường của mình phải không nào? Bạn nhỏ rất yêu trường vì trường học là nơi các em được gặp gỡ thầy cô, bạn bè, là nơi chúng ta được sinh hoạt, học tập thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Đến với bài học ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về mái trường của chúng ta qua bài Mái trường em yêu. Giờ thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần khám phá nhé. Bây giờ các em hãy nhớ lại cái tiết học trước rồi kể cho ba mẹ, anh chị mình nghe xem trường mình có những phòng học nào, khu vực nào nhé. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các khu vực trong trường nhé. Bây giờ các em hãy cùng quan sát với cô nào. đây là khuôn viên của trường học cô sẽ giới thiệu với các em các khu vực có trong trường học đây là phòng tinh học đây là phòng thư viện đây là nhà vệ sinh Đây là phòng y tế. Mỗi phòng đều có một chức năng khác nhau nhé các em. Phòng tinh học dùng để học và thực hành trên máy tính vào những tiết tinh học. Phòng thư viện dùng để đọc sách, nơi đây giúp các em có thêm được nhiều kiến thức thật bổ ích. Nhà vệ sinh dùng để đi vệ sinh. Còn phòng y tế dùng để nghỉ ngơi khi chúng ta bị bệnh. Như vậy, khi đến phòng nào cũng thế, các em cần chấp hành các quy định tại phòng đó và cần lễ phép, tôn trọng nhân viên, thầy cô phụ trách các khu vực đó nhé. Và đặc biệt, các em phải biết giữ gìn vệ sinh thật sạch nha. Để tiếp tục bài học Cô mời các em đến với hoạt động luyện tập. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết trong tranh vẽ gì nào? À, các bạn trong tranh đang nói đến ước mơ của mình về ngôi trường. Có bạn ước mơ trường có sân rộng có bạn ước mơ trường có nhiều cây xanh còn có bạn ước mơ trường có hồ bơi còn các em các em ước mơ trường mình có gì nào các em hãy chia sẻ ước mơ đó với ba mẹ anh chị em của mình nhé các em biết không qua quá trình tìm hiểu Cô đã thu thập được rất nhiều ý kiến về ngôi trường mơ ước của các bạn. Các bạn ước trường có hồ bơi để được học bơi lội, phòng tránh tai nạn núi nước. Còn có bạn ước trường có sân cỏ để được đá banh, rèn luyện sức khỏe. À, còn có bạn ước trường học có vườn cây để được trồng và chăm sóc cây rau còn có bạn lại ước trường có nhiều bồn hoa đẹp luôn tỏa hương khoe sắc các ước mơ đó đều rất thú vị phải không các em sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động mở rộng để biết cách làm sao cho ngôi trường của chúng ta thêm xanh sạch đẹp Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì nè. À, các bạn đang tưới nước cho cây để cây luôn được tươi tốt. Nhờ các bạn chung tay chăm sóc cây mà ngôi trường trở nên xanh sạch đẹp hơn đó các em. Còn các em, các em sẽ làm gì để trường học đẹp hơn nè? Các em hãy suy nghĩ và nói lên kế hoạch của mình cho ba mẹ anh chị em mình nghe nhé để giúp cho ngôi trường thêm xanh sạch đẹp các em có thể trang trí cho lớp học của mình bằng những chậu hoa thật xinh xắn thường xuyên quét dọn phòng học bỏ rác đúng nơi quy định Ngoài ra, các em nên thường xuyên tưới nước cho cây để cho cây luôn xanh tươi. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hoạt động cuối cùng là đánh giá những điều mà các em đã học và làm được. Các em sẽ đánh giá theo 3 mức tốt, đạt và cần cố gắng theo các tiêu chí sau. Tiêu chí thứ nhất, em giới thiệu được về trường của mình. Tiêu chí thứ hai, em tham gia làm được việc phù hợp để trường sạch đẹp hơn. Cô tin chắc rằng các em sẽ có sự đánh giá thật trung thực phải không nào? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, cô mến chào tạm biệt các em. Chúc các em có một buổi học thật vui vẻ và thú vị nhé.